Rồi, hello mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với vlog tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người ba con ẹt dọn lời xơi, phong cách nhà nghèo nha. Clip này mình sẽ dành cho những cái anh em nào đam mê phong cách ẹt 135 lời xơi nhưng tài chính thấp, tài chính không đủ để dọn những chiếc xe mà nó full đồ, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em ba con xe của anh em nhà nghèo tụi mình chơi. Rồi, đầu tiên là đây là một con 57 dinh viên. Con xe này là úp LC 135 hợp cẩm, có nghĩa là lên nửa nạc nửa mỡ, chỗ có chỗ không. Còn tiếp theo đây là một con LC 135 62 dinh viên. Con xe này là cũng là hợp cẩm luôn, dọn chỗ này chỗ kia, chỗ LC, chỗ LZ, LW, LA gì đó. Là con này là 62 dinh viên. Còn bên đây là con 65 dinh viên, dọn phong cách LC. Con đó thì hợp cẩm mà còn mắm niêm nữa. Nói chung là ba con xe này đều úp LC nhưng mà chỉ một phần nào đó. Mình nói ở đây clip này dành riêng cho anh em nào dọn xe mà không đủ khả năng với lại không đủ kinh phí á, là như thế này. Có thể mình đam mê một chiếc xe LC mà bây giờ mình dọn mà không đủ tiền dọn hết tất cả tài đồ LC, chưa chắc nó đã rẻ hơn đồ ẹt 150 nha mọi người. Có nhiều món nó sẽ mắc tiền hơn. Nên bây giờ tài chính tụi mình không đủ thì tụi mình chỉ có nhiêu dọn nhiêu thôi, miễn sao nhìn cảm thấy nó ổn, nó đẹp mà nó rẻ là được rồi. Chứ mà bây giờ mà dọn theo cái kiểu mà như mà mấy anh đại gia dọn á thì nó rất là đơn giản. Bây giờ dục cọc tiền đó, giờ úp cho tao full LC thì tụi nó vô úp full LC, cần chi phải coi. Và clip này chắc chắn mấy anh đại gia không sẽ không bao giờ coi đâu. Mấy anh có tiền thì mấy anh vô mấy anh dọn cái một cho xong quý xe. Còn mình thì ở đây tài chính thấp, anh em mình tài chính thấp, có nhiều dọn nhiều, nên mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là review những con xe này, cái cần dọn những cái gì, như thế nào cho đẹp, như thế nào nhìn cái con xe cho ổn mà giá lại rẻ nha. Rồi đầu tiên là con thấy con camera nó vô nắng vô xíu mọi người, nó đang đứng ngoài nắng nó quay tội nó quá, để mình cho dần chút xíu vô. Rồi vô đây, rồi mẹ nó chưa gì cứ chim ỉa vô trong cái đầu đèn rồi bà cha đó. Húi quá. Ê, cái gì chùi cái mày, từ số đi cho mọi người. Ở đây là những khu vực rừng dàm nên có nhiều khi nó có sinh vật này sinh vật kia nó bay qua bay lại, mà mẹ nó sao nó ỉa vô ngay cái đầu đèn luôn, thiệt tình đó. Rồi sạch rồi, ok. Đây là con LC 57 dinh viên. Tại sao nói là LC thì trước tiên đây là cái bộ tem, thứ hai cái này cũng gọi là LC nè, cái này là cái bợ, cái bợ của bẩn. Chỉ có LC 135 mới có nha, còn xe 135 hình thường mình sẽ không có cái đèn này. Đây xi nhan, con xe đã lên xi nhan LC chó gì bắt. Cái xi nhan này thì nó tầm cỡ 400-500 tùy theo loại xịn hoặc giỡn nha mọi người. Cái ốp này thì cũng không nhiêu tiền á, trăm mấy à đó. Rồi ở đây là cái chó gì bắt, thì tùy chỗ bán, có chỗ 800 mấy, có chỗ 700 mấy. Còn anh em mà tài chính thấp á, mua loại mua cũ rồi lên mình săn sale. Anh em nào mà dọn mà hạ viên á xuống á, người ta bán rẻ rồi cho tầm cỡ 500-600 cỡ đó thì sẽ có một cái chó gì bắt, nhưng mà nó sẽ không được như đồ mới, nhưng mà nó cũng vậy thôi. Nói chung là hàng dưới Bắc này xài nó cũng đâu có hư vậy đâu, nên á tài chính thấp cái mua đồ cũ rồi đó. Ba cái món này anh em dọn cho mình chưa tới 1 triệu nè đó. Rồi ở đây mâm này thì đi là mâm Eken CNC nha mọi người, mâm CNC 5 cây. Thôi ổi sao LC mà đi mâm 5 cây thì tùy thôi, tùy mình thích, mình thích cái nào dọn nó, đâu phải LC 135 mà gắn mâm này lên là không đẹp đâu, vẫn đẹp mà. Mình thấy giờ thậm chí nó còn đẹp hơn ba đao nữa, tùy theo một phong cách mọi người dọn đó. Con xe này úp vào cấu hình máy là 57 nha mọi người, 57 dinh viên. Rồi cái phần đầu như đây là cái gập mâm này là mua cũ rồi đó, thì nó cũng rơi vào khoảng 1,2-1,3 triệu, mua mới thì nó khoảng 1,8 triệu, cũng có loại xịn hơn nó 2 triệu mấy, nhưng mà mình chơi cái hàng nào đó vừa thôi, tệ xe mình sẽ dinh, mình chạy tốc độ đúng không có nhanh, mình sẽ xử lý tình huống được, nên không cần mình phải mua một cái cặp mâm nào đó nó quá mất tiền đâu. Nó thiệt, cái 100 thằng chơi xe được bao nhiêu thằng biết cặp mâm đó là xịn hay là dởm, mà nó thiệt luôn á, anh em phải chơi phải tìm hiểu rất là nhiều mới ra được một cặp mâm xịn hay dởm, chứ đâu phải những nhìn vô biết đâu. Nên mình cứ chơi mâm lô bình thường vậy thôi, vẫn ok. Heo thì vẫn đi heo zin thôi, tài chính thấp mà con heo zin nó hắn cũng vậy, mà con heo đồ chơi nó hắn cũng vậy. Có tiền thì lên, không tiền thì thôi. Ở đây là không tiền thì không cần lên, chỗ này thôi chơi xấu quá kệ tao, tiền tao tới đây tao dọn tới đây, miễn sao xe tao thắng được, từ nào xe tao thắng không được tao bất sợ, một xe tao vẫn thắng được, còn giữ con heo zin tao đi, bỏ mấy triệu bạc mua con heo đồ chơi làm gì, trong khi đó tiền ăn xài không có, tiền đổ xăng không có, mua về không có tiền đổ xăng cũng như không. Rồi đĩa này thì đi đĩa, cũng mà đĩa đồ chơi cũng phải đi zin nữa, nhưng mà đĩa này cũng là đĩa lô nè, không phải là đĩa ngon đâu, không phải đĩa riêu đâu. Rồi đây nè, nóc nồi thì bình thường thôi, lên full xa da
tháo giò đạp đó, đi thêm cái nắp lọc nhớt Rizoma gì nè, này như mấy chục ngàn cái, rồi xong xuống xe giáo ốc nồi thì hai bên mâm nồi vừa mâm lửa thì nó cũng bao nhiêu tiền đâu, trăm mấy hai trăm ngàn. Rồi ở đây cũng đi, nhưng mà nói chung mình nên xa da các bạn, tại nếu không nên xa da mà đi với con lẹt lờ xe nhìn con xe nó kỳ lắm, nhìn nó không sáng sủa, nên nếu có khả năng lên xa da có trăm mấy hai trăm ngàn cứ lên đi, không tới đâu á, như đó thì không bao giờ nghèo được đâu. Rồi bô rồi bô zin, bô zin móc đi cổ inox hai khúc, à nặng quá chẳng nặng đi, ngồi nói chuyện có xíu mà y như tấm mùa hồ kê đổ mới người, thấy không, làm review quảng cáo cho mọi người không có được gì hết mà cực khổ vậy mà mọi người không hương tình mà đăng ký kênh cho mình nữa, không mình không biết sao, chắc mình nghĩ luôn. Rồi cái bô này là bô của Ed 150 chứ không phải là bô của Ed 135, cũng không phải là bô của Ed LC cho mọi người, đây là cái bô của Ed 150. Tại vì cái xe này á là không có bô đi theo xe nên buộc sẵn có bô Ed 150 chế ở cổ gắn vô luôn, nhưng mà nhìn vẫn đẹp, mình đảm bảo mọi người nhìn nó vẫn đẹp, vẫn là ấy, chứ không phải bắt buộc phải phải gắn LC, phải ốp LC phải đúng 135 là nó sẽ đẹp đâu, không không phải, mình chỉ cần mình phối mình làm sao cho chiếc xe mình nhìn nó liền lạc mà nó đều là mình sẽ đẹp thôi, chứ không cần phải phải buộc phải gắn như vậy, tụi nó gắn như vậy mình gắn như vậy là đẹp đâu, không phải, tại theo con mắt của mỗi người nhìn thôi. Đây mình chế bát chế gắt chân này kia đồ nó gọn gàng sạch sẽ là chiếc xe mà nó đẹp à, không cần phải là phải đúng đồ của nó phải như vậy vậy vậy, cái đó là mấy người có tiền chơi, có tiền chơi muốn chơi muốn đúng đúng muốn sai sai, muốn hư nó sửa. Còn mình chơi được lần một tiền đâu có nhiều đâu, chơi hai ba lần nên cứ có gì làm đó, cái nào tận dụng được thì mình tận dụng, này tận dụng được thì mình cứ làm. Đây bô Ed 150 gấp sao đi gấp nhôm nè, magic boy đi gấp magic boy, mâm thì mâm CNC, đĩa dẫn đĩa zin heo zin 57 zin zin bông mai. Ở đây mình có mở sẵn cái bông mai cho mọi người coi nè, cục máy này mình mới làm luôn đó, ok chưa, bông mai bình thường nhẹ xe hơi 57 zin zin, 57 zin zin thì giờ làm sao khỏi gì á, đơn giản mua đầu lòng Ed 150 zin về úp lên rồi canh chỉnh đầu lại nhẹ nhàng, nói nhỏ cho mấy bạn nghe nha, 57 zin zin với úp gợi xe giống kiểu này bên mình làm chưa tới 5 triệu, á đồ nói cho anh em nghe thôi đó. Rồi mình sẽ nổ máy lên cho anh em nghe thử con xe này zin úp 57 nhẹ xe đi cà phê giá tiền hấp dọn xong hết luôn chưa tới 5 triệu. Đây dạ yeah. Dạ yeah. Sao bấm đợi bên ủa gì kì vậy, ủa sao kì vậy, không ai hư mấy quảng cáo dữ lắm mà mấy giờ hư, tao mới chạy ra được mà thấy bà luôn rồi, quảng cáo dữ lắm sao giờ kì vậy, rồi cái số mo đâu rồi, đùa nhau à, à. Kìa đùa là sao, vụ này mất á, không chỉ gì quạt nó quạt âm âm với cầu với chị cái gì kìa dạ, rồi mày cũng không biết luôn, rồi không có gì mà cho quảng cáo dữ lắm, không thông cảm cho mười, cái này là trường hợp đặc biệt nha, đây là quay bánh đi, quay bánh đi. Chương này là trường hợp đặc biệt cho mình quay bánh, cái đời nó bị vấn đề chứ không phải là lỗi cho mình đâu, cái này cái gì mất xe mất xong mà cái gì cũng phải có sơ xuất, không nổ liền nè đó. Ok nha, rồi nghe cái máy đi, thông cảm cái đời nha, đây cái đời mình không có xà làm, mình chỉ đặt cái máy thôi, cái đời chưa làm nên mình không biết đó, người nghe cái máy đi không, ở đồng trống như vậy mà nghe được cái máy mà nó nổ năm bảy mà nó im như là không nổ máy luôn, như vậy thì xin lỗi mày, khó có xe nào mà chỗ nào làm mà rẻ mà ngon ngon vậy á, mình không quảng cáo, mình không kêu các bạn sự làm xe bên mình nha, cái này ý bên mình làm ra những xe như thế nào mà thấy cái thành phẩm nó ngon lành á thì mình sẽ thích là mình sẽ giới thiệu các bạn thôi, chứ mình không có yêu cầu là các bạn phải đem xe qua mình làm, mình không kéo khách kéo khứa, không mình không cần gì đâu, đó không chỉ cần chiếc xe mình làm ra nó ngon lành là được nè, quay dặn ở rồi tắt luôn rồi thằng luôn su bu nha, quay gần gần ở cho anh em ta nghe tiếng máy, để anh em ta tưởng là chắc ở xa không nghe tiếng ồn. Ok 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 rồi ok rồi rồi ghê mày ngồi cãi giờ sao mày không nói là cái mic không có trên không có thu âm được, đây cái bô nó nổ đây, cái máy nó đây, nó quay gần nè, ta nghe tiếng máy nè,
đó. Cái máy xe nó kêu vậy thôi chứ, nhưng mà chạy cực kỳ nhẹ luôn, chạy nhẹ lắm. Rồi xe đẹp ra nha. Thoải mái. Chứ ba chiếc xe là nếu mà review mà nói hết luôn chắc tới sáng mai luôn. À với quên nữa, bữa quay chiếc này anh nhắn mã anh em nói cái vụ dép quá, nên là mình thay đổi, nói là anh đi ra đốc từ ổ này kia nhìn kỳ quá, nên mình đã thay đổi đây. Mình đổi qua dép Lào à, sẽ không ai nói được mình gì nữa hết. Anh em hết chơi mình được rồi, tại không còn chỗ nào mà nó sập nữa để mà chơi nữa. Nay là cạn rồi đúng không? Ok, đây là con 62 Vinh Chinh. Con xe cũng là úp LC hợp cẩm. LC hợp cẩm là sao? Nó có thể lên được đầu đèn dưới bắc, xi nhan dưới bắc, mâm ba đao, nhưng phần sau nó lại không có gì, trừ cái tem LC 135 hết. Tại sao mình nói nó hợp cẩm vậy? Tại vì vũ xe cũng vậy, khả năng không cao, hít mẫu LC nhưng mà không đủ tiền để dọn hết nguyên con LC, nên ta chỉ dọn sơ thôi, những như là sao nhìn cho nó giống phong cách LC là được. Chứ dọn full làm gì? Phun làm gì mà không có tiền, phun lộn cho đã đẹp chứ con rồng đó không có tiền, đổ xăng chạy. Chi vậy? Tới đây thôi. Dư được ít tiền đổ xăng chạy cà phê. Người ta thấy xe bạn, còn bây giờ mà bạn dọn phun luôn. Bạn là gì? Ý là mình đang nói bạn là một người giống mình đi, tài chính không đủ đi. Mà dọn xe đẹp chứ con rồng ra bạn không có tiền mà đổ xăng bạn chạy đậu nhà không đâu ai thấy đâu. Không biết tối ngày bạn đang hút mà tao dọn xe gì, tao dọn xe, tao dọn nọ riết mà tôi cuối cùng không khi nào thấy chiếc xe bạn chạy là đâu được. Nice. Xin nhan. Yeah. Về trước nè, về trước là không phải lượt xe cho mùa là về trước cắt. Đó, nhưng đúng là những người mà người ta tài chính hết cái gì tao sợ gì á. Nhìn vậy tức là đúng đâu là cái về xe không phải đâu nha, đây là cái về nó lấy cái đồ nó cắt rồi nè. Đó, giờ rời dây còn dám rồi rời vô đứt tay rồi. Nó nhìn ngoài đâu biết đâu, sơn rồi ở hết rồi, nhìn kỹ lưỡng rồi đâu biết đâu. Vậy mới là gọi là đẳng cấp dọn xe nè, ok. Đó, rồi bên đây coi đi heo được con heo gì nè. Rồi vẫn là heo Vinh luôn, heo Vinh đĩa đồ chơi lô. Là gì đó. Nhưng mà ở đây nó có một cái nè, như mình nói với bên con xe kia qua đây, bạn nhìn lại nè, thấy không? Cái lốc mày có cái sơn ở thì nó né 100.000 à. Sơn có nhiều tiền nên sơn. Thứ nhất thứ hai nữa đi ốc vàng nhìn xe nó tù quá. Mọi người thấy nó tù không? Nhìn cái màu tiền xe màu trắng đang dọn trắng đen, hà đi ốc xa da bạc nó dẹp. Thì nhiên đi cái màu vàng vô. Nhìn thấy không? Không dính giác đâu, nhưng mà không sao. Mình tài chính không đủ thì mình không dọn được đẹp thì không vấn đề gì, không ai chắc được mình á, xe mình đi mà. Nhưng mà đi được cái bon bô, xe đi bon bô cũng tam giác. Cái loại này hồi xưa mình chơi xe độ này kia, người ta thường gọi là bô tam giác, carbon. Mà bô tam giác carbon này xịn nha, xịn. Nhưng mà cái cổ thì hơi nhỏ xíu. Con này là 62 Vinh Vinh mọi người, cái cổ này nó cũng hơi nhỏ xíu nè. Cái bô thì cũng vừa ý thôi chứ không có thuộc dạng là đẹp lắm. Dạ thôi, nhìn xe như vậy, cách dọn như vậy nó thiệt bạn. 5-3 triệu mà dọn 62 Vinh Vinh với 57 Vinh Vinh mà gọi LC, đòi hỏi chi được nhiều. Nhưng mà hà dọn, chứ không dọn để chiếc xe 135 mà bình thường nữa. Bây giờ nó hết thời, không còn nhiều tiền chiếc nữa, nó còn nhìn kỳ hơn nữa. Hà dọn như vậy đỡ hơn là không làm gì, đúng không? Nhưng mà nếu mà muốn đẹp hơn nữa thì cứ bỏ 5-70 triệu anh, như mấy người đại gia cứ quăng cọc cho thoải mái. Tao muốn như vậy rồi xong, đâu có gì phải nói đâu, muốn đâu thằng chàng phải xem đâu, xem chi, nó đâu dọn theo kiểu này đâu xem. Chứ càng dụng cọc tiền đó rồi xong tao muốn như vậy rồi cứ dọn như con rồng thôi, dọn là không giống như con rồng, dọn ra nhìn như con gì khác thì nó vô hai đứa qua cãi lại bóc phốt nha này kia nọ. Hằng nào muốn ăn tiền, hằng ăn dày quá cũng bị phốt, mà hằng mà sửa xe mà dày quá thì cũng bị phốt, nó phiền phức lắm. Nên cứ chơi theo thông cảm cho mọi người, đang quay thì cái máy quay nó bị nóng quá, nó tắt luôn nhiệt độ, mà mọi người biết nó nóng cỡ nào rồi đó, nóng máy quay nó chịu không nổi luôn mà, nên bị ngắt đoạn khúc đó. Rồi tiếp theo nữa là nói chung là khúc này thì vẫn phải quảng cáo tiếp này, không hẳn sao nha. 62 Vinh Vinh không hẳn sao, có hẳn có đồ nè, có ben đạp này kia đầy đủ, nhưng mà lại không gắn hẳn sao. Đâu thằng cần gắn làm gì, như đây thôi là chơi được rồi. 62 Vinh Vinh mà nó có mạnh đâu, một mình hẳn trước là đủ hẳn rồi. Ở đâu dưới đây nó có cái con gì nữa nè, thằng nào dán vô đây vậy? Dán vô đây mỗi lần rửa xe là coi hả, con này con gì đây? Chó sói hả? Con chó sói hả? Con gì màu hồng nè, quay sát không biết nó coi. Đó anh em độ một bộ tem con chó sói màu hồng, phải chó sói nè. Thôi kệ bà, nó không gì kệ bà, nó con xe này ngoài sau nó không có gì LC hết luôn nha mọi người, vẫn 135 bình thường thôi.
nên không có gì để mà review con xe này nhiều đâu. Để mình nổ máy cho anh em coi, với clip mình cũng hơi dài nhưng mà sẽ không tốn thời gian của anh em coi đâu, tại vì ở đây là những clip có ý nghĩa mà. Con xe này full hết luôn, chưa tới 5 triệu, không ai biết. Đèo tiền nổ máy à, chưa tới 5 triệu. Đó, bấm nhẹ cái nổ rồi còn hết nẹt đúng không nè. Đó, nẹt vậy á, xe làm rẻ, làm quay phim nhưng mà vẫn phải có chất lượng, thấy không? Ủa mọi người có nghe không ta? Để biết không nghe nè. Tiếp theo là con này chắc ổn nhất là sao, cái bình dầu nó xỉu rồi. Thằng nào gắn cái bình dầu à, vậy nó nói cho tao cho tiền gắn thử nè. Bình dầu gắn gì hả? Bình dầu gắn vô cái sên á, chạy sên bắt đầu nó hết nhất, bắt đầu cái bình dầu chạy nhất vô sên luôn hả? Sao gắn bình dầu kỳ lạ vậy? Vậy mà để chạy được hay ha, giờ đem ra quay phim được cũng hay, tài nghệ đó mới để cái bình dầu gắn như vậy đem ra quay phim được. Mà bỏ đi, chưa nắng mà làm nó nói mà sai quá còn bị tẩu á. Con xe này là 65 dinh dinh full đen leo, mình đã háo luôn cái gục máy ra, bẩn ra để cho mọi người coi. Thật chắc con xe nó cũng chả có cái bẩn luôn đó, là 65 dinh dinh đầu dinh làm lên lòng đen leo, trái đen leo, đi kết nước lớn một quạt cho mọi người thấy 135 mình đi kết nước lớn không, không có đụng nha, không có đụng cái bẩn đâu, đảm bảo mọi người luôn. Cứ mua về gắn bình thường nhưng mà ngầu cực kỳ ngầu luôn, nếu mà gắn như mà ví dụ như kích nước bạc này kia, Uma này kia gắn lên vẫn được, nhưng mà đúng á, mà mình hiện tại bây giờ á, kích nước mà màu đen á, nhìn nó vẫn ngầu nhất, mà kích nước lớn nữa vẫn có cái bự hơn nha, cho 150 hai quạt, còn cái này một quạt thôi, nó vừa với 135, nó cũng không nhiều tiền cái á. Nếu mua mới thì cỡ triệu mấy, mua cũ mấy trăm ngàn, sợ không có người bán thôi. Nếu có người bán thì mua xài ổn gắn lên, mọi người thấy không, 135 mà đi kích nước lớn ổn đẹp ngon lụm lốp rồi. Phuộc trước thì phay vỏ phuộc nè, 5 cây Enken, vẫn là dè zin, vẫn là Xinyan hay ý ổng Xinyan LC, vẫn là chó gì bắt. Ok rồi, con xe này nó đặc biệt hơn hai con xe kia là nó có phuộc sau đồ chơi, mặc dù hằng hở nó gắn thì thôi đừng nói nữa, bỏ qua cho nó đi, nó không ở nhà nó không, nó bị tổn hại nữa, chù nó riết á. Dán thêm LC một ba âm phuộc đồ chơi, phuộc Rocky Boy đồ chơi bình dầu, chẳng sao LC, thấy chưa, xe uy tín hơn. Đáng lẽ phải có hai xe nha này nữa, nhưng mà xe này cũng là xe hợp cẩm, không có gắn, chẳng sao LC nhưng lại không có cái đuôi đèn. Ở đây nó sẽ có cái đuôi đèn LC nữa mọi người, có đuôi đèn đây nữa, nhưng mà cái đuôi đèn không biết nào luộc ha, nó đã không có gắn sẵn, mới là tại mình cũng không có tìm hiểu kỹ xe lắm, mình chỉ mua về mình để vậy mình chạy mình làm máy thôi, còn cái máy này mình cũng chưa tìm hiểu nhiều lắm. Bình xăng con xe này đi là bình xăng ca dẹp, con xe này đi 65 rồi nên đi cái lỗ vô lớn rồi nên không gắn được gì vô, mà thật chắc là cũng chả có gì bộ. Vừa nói tới cái khúc bô cũng giống như xe kia nữa, máy nóng quá tắt nữa mọi người ơi. Mình quay xong clip này về anh em ủng hộ mình đi, mình đập cái máy này luôn, mình mua cái máy khác mình xài tiếp, mới giờ mua về luôn mười mấy củ khoai luôn mà bây giờ vừa xài chút xíu nóng mà tắt, nóng mà tắt. Rồi bây giờ tiếp theo là chiếc xe này, cái bô 65 móc cái lỗ lớn quá nên không gắn dĩ được, nhưng mà thật chắc con xe này cũng chả có dĩ đâu, để mình về mình sẽ bổ sung sau, cái đó là câu cửa miệng mình nói vậy thôi chứ kệ bà nó. Tới đây thôi được rồi, còn sau này nếu muốn dọn gì nữa thì dọn thêm, còn bây giờ tài chính có nhiêu đó là dọn khoảng 3 chiếc đuối lắm rồi, không muốn dọn nữa. Ok, mình sẽ nổ máy, mình sẽ 65 lên, xong mình sẽ chạy thử luôn 3 chiếc xe này cho mọi người cùng coi nha. Chắc là mình sẽ chạy luôn cái đường này, chạy luôn cái đường này đi, chứ bây giờ xe này cũng không phải xe đua mà chạy đi chỗ khác, mà chạy qua chạy vô thì cũng mệt quá. Ok, nổ nha, dài clip dài quá rồi đó. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chạy từng chiếc trước. Mình sẽ bắt đầu với con 57 dinh dinh, rồi mình sẽ nêu cảm nhận, rồi tới con 62 dinh dinh, rồi tới con 65 dinh dinh nha. Anh em cùng theo chân mình nha. Trước con 57 dinh dinh, mình sẽ chở theo thằng quay phim cho mọi người, nên mình sẽ chạy chậm trước, phải không? Xe bấm nhẹ cái nổ, máy em ru. Mình sẽ chạy thử từ từ trước nha, tại mình chở theo nó quay vô mà mọi người coi. Chút chạy trước, rồi bấm nhẹ con. Thank you.
con đường này nó cũng không có dài lắm đâu, cũng hằng nhắn dài một bằng xe này cũng là xe touring với lại xe đi nhẹ cà phê, không có chia luôn. Số nè, xuống quay thử hai số chạy thử nha. Để ba thử hai số cho mọi người coi nha. Thôi 57 thôi nhưng mà đạp cái cũng vô dữ, cũng trường trường dữ á, nhẹ đó. Ok, một xe nè, còn 62 trên viên vẫn là bấm đầy nhẹ nổ chắc vô nhau mấy rồi rớt mày đó. Đã quay hả? Ừ. Ok, quay quảng cáo nữa. Ok mọi người bấm đề nè. Đó, vậy đổ vào đây à, con xe lớn giúp 6 lập nhìn. Nhìn vô nha, nhớ lớp camera. Thấy tốc độ không? Vừa êm vừa nhẹ vừa có tốc độ mà vừa rẻ tiền nữa, vài triệu thôi là chơi được rồi. Mọi người đã xem hết video này. Nãy giờ bác mình rồi chơi nói ở hoàng nữa. Giá chỉ là vài triệu, mình dọn xong, mình chia sẻ đến anh em, mình mặc bí đến anh em. Có thể mình sẽ đăng những clip bên sẽ đụng chạm đến rất là nhiều người, nhưng mà mình là người chơi, mình sẽ nêu ra những cái trải nghiệm cũng như là những cái cách mà mình làm riêng của mình. Mình không có sợ gì vậy hết, nên các bạn coi hết video này, nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh để ra thêm nhiều clip, dọn thêm nhiều xe để gửi đến mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.